xin chào các bạn mình là đức quân đến từ dh academy trực thuộc dh group video ngày hôm nay của chúng ta với nội dung là sử dụng thời gian hiệu quả dành cho cá nhân được chia sẻ bởi anh hoàng phan bảo trung trong video này chúng ta cùng tìm hiểu hai nội dung chính gồm sơ lược về tài sản thời gian và công cụ kế hoạch giúp chúng ta sử dụng thời gian hiệu quả sau đây chúng ta cùng đến với nội dung đầu tiên sơ lược về thời gian như chúng ta đã biết, thời gian là một giá trị hữu hạn. Mỗi ngày có 24 tiếng, mỗi cá nhân chúng ta đều có 8 tiếng để làm việc. Đồng thời, thời gian cũng chẳng thể lưu kho hay bảo quản được, cũng không thể thêm sửa xóa như trong database mà các lập trình viên của DH thường thao tác. Thời gian vốn là thứ thuận theo tự nhiên, dường như chúng ta không thể quản lý, chỉ có thể quản lý bản thân. Vậy, cách hợp lệ và tốt nhất để chúng ta có thể phần nào đó quản lý thời gian chính là sử dụng thời gian hiệu quả nhất có thể. Vì sao ư? Vì khi sử dụng thời gian hiệu quả, chúng ta có thể làm được nhiều việc trong cùng một khoảng thời gian, đồng thời ta làm được việc có giá trị cao hơn. Khi đó, công việc trở nên vui vẻ, thoải mái và dễ chịu hơn mà giá trị không đổi. Việc sử dụng thời gian hiệu quả giúp chúng ta cân bằng công việc và đời sống cá nhân, giúp cho cuộc sống gia đình, xã hội ít bị ảnh hưởng. Sau đây là những công cụ và kế hoạch giúp ích đắc lực cho việc sử dụng thời gian hiệu quả. Bạn có thể nhớ ngắn gọn, chúng gồm Todoist, một ứng dụng quản lý công việc, sự kiện chào ngày mới, lên kế hoạch trong một ngày làm việc và chào ra về, nhìn lại công việc đã hoàn thành và chưa hoàn thành trong ngày. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu ứng dụng quản lý công việc Todoist. Để cài đặt, bạn hãy vào trang chủ của Todoist, tải app về và cài vào máy tính. Todoist sẽ yêu cầu bạn tiến hành đăng ký, hãy hoàn tất thủ tục đó để có thể sử dụng nó. Bạn có thể sử dụng account mail của công ty hoặc account mail cá nhân để đăng ký đều được. Tuy nhiên, tốt nhất hãy sử dụng mail công ty cho công việc nhé. Sau khi đã có công cụ, bạn hãy đánh thức một ngày làm việc hiệu quả với sự kiện chào ngày mới. Việc này gồm có lập kế hoạch cho cả ngày vào đầu buổi sáng. Lưu ý, hãy luôn thực hiện nó trong vòng 30 phút với công cụ Todoist được mở sẵn. Một mẹo nhỏ để bạn trở nên tỉnh táo và tập trung hơn trước sự kiện chào ngày mới là hãy thực hiện một số nghi lễ như rửa mặt, rửa tay, mở máy tính, ngồi ngay ngắn. Bước đầu tiên sau đó để lên danh sách công việc trong ngày là hãy check mail nếu email đó có thể trả lời trong 5 phút thì hãy tiến hành reply và xử lý ngay email, nếu cần nhiều thời gian hơn hoặc không chắc chắn, hãy chọn tính năng thêm email thành công việc của Todoist, có sẵn ở các plugin trên trình duyệt. Tiếp theo, sau khi đã check mail, hãy lên danh sách công việc từ trao đổi, trao đổi với người trong nhóm hoặc người liên quan đến công việc của bạn bằng cách hỏi trực tiếp hoặc chat. Việc này sẽ giúp bạn chuẩn bị hết tất cả các công việc cần xử lý trong ngày mà không bị sót việc. Sau đó, hãy xác nhận calendar để xác nhận các lịch và đưa luôn vào calendar nhé. Todoist có thể tự đồng bộ với Google Calendar. Để có thể sử dụng chức năng này, bạn hãy truy cập website của Todoist để được hướng dẫn. Tiếp theo, khi lên danh sách công việc, hãy làm ngay những việc nhỏ Đôi khi những việc nhỏ này rất quan trọng. Việc bạn hoàn thành nó sẽ giúp cho người khác có thể tiến hành công việc của mình. Hãy ưu tiên xử lý những công việc này trước. Hành động này giúp bạn dọn dẹp bộ nhớ và chuẩn bị cho việc tập trung cao độ cho những việc tiếp theo. Nếu có việc gì đó cần nhiều thời gian hơn, nhất quyết không xử lý vội nhé. Sau khi các bạn đã có danh sách công việc, hãy sắp xếp độ ưu tiên cho chúng bằng cách giữ chuột và kéo thả để có trình tự công việc từ trên xuống dưới. Các việc gấp làm trước nhưng đừng quên dành thời gian cho những việc quan trọng như học tiếng Anh, soạn tài liệu đào tạo, đọc sách. Tiếp theo, hãy chọn ra 5 công việc mà bạn bắt buộc mình phải hoàn thành trong ngày. Điều này vô cùng quan trọng vì nó sẽ giúp bạn tập trung cao độ và không bị sao nhãng. Trong ngày nên có tối thiểu một việc quan trọng. Bạn có thể thiết lập số lượng tối đa các công việc cần làm trong ngày bằng công cụ hỗ trợ của Todoist. Hãy cố gắng chọn nhiều hơn số lượng công việc mà mình có thể làm được một chút. Đó sẽ là thử thách hàng ngày của bạn. Ngay khi hoàn thành công việc, hãy check đăng vào Todoist, sắp xếp lại độ ưu tiên và giải lao vài phút nhé. Cuối cùng là sự kiện chào ra về. Trước khi kết thúc ngày làm việc, chúng ta cần xem xét lại công việc đã hoàn thành trong ngày để không bị bỏ sót nhiệm vụ. Công việc nào, sau đó hãy dùng tính năng Tomorrow của Todoist để thiết lập các công việc mà ta nghĩ cần làm vào ngày mai. Sau đó, hãy chào mọi người và thông báo là mình sắp về. Thường thì chúng ta hay có cảm giác ái ngại mỗi khi chào mọi người ra về. Tuy nhiên, việc này là không nên. Chào tạm biệt giúp mọi người biết được mình đã hoàn thành công việc và cũng giúp mọi người nhận thức tốt hơn về thời gian. Mong rằng những chia sẻ trong video này sẽ giúp ích thật nhiều cho các thành viên của DH trong việc quản lý và sử dụng thời gian. Hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ sắp tới. Xin cảm ơn.